Sáng ngày 22 tháng 1, tại chùa Hiệp Long, ấp Kê Gia, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Dầu đã chính thức khai mạc Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ 7, nhiệm kỳ 2021-2026. Quang lâm chứng minh đại hội có Hòa thượng Thích Niệm Thới, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, Trưởng ban chỉ đạo đại hội. Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó thường trực Ban trị sự tỉnh Tây Ninh, Phó ban thường trực chỉ đạo đại hội. Hòa thượng Thích Minh Bửu, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó trưởng ban tăng sự Trung ương, Phó ban chỉ đạo đại hội. Chư tôn đức thường trực Ban trị sự Phật giáo tỉnh, chư tôn đức đại diện Ban trị sự Phật giáo các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, chư tăng ni và đại diện Phật tử huyện Gò Dầu, đại diện chính quyền tỉnh Tây Ninh, lãnh đạo huyện Gò Dầu đồng tham dự. Phát biểu khai mạc đại hội, Đại đức Thích Nguyên Tấn, Trưởng ban trị sự huyện Gò Dầu cho biết, xuyên suốt nhiệm kỳ 6, Phật giáo huyện Gò Dầu đạt được những thành tựu trong công tác điều hành, quản lý. Nhờ đó, tăng ni Phật tử huyện nhà có thể chuyên tâm vào sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc nhân sinh. Ni sư Thích Nữ Hạnh Liên, Chánh thư ký ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu, báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 và trình phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới 2021-2026. Báo cáo cho biết, hiện tại huyện Gò Dầu có 24 ngôi tự viện, tổng số tăng ni và tập sự xuất gia là 45 vị. Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Dầu đã thành lập mới được 2 cơ sở, chùa Vạn Đức, xã Thạnh Đức và chùa Giác Quang, xã Thanh Phước, và đạt nhiều kết quả khả quan thể hiện qua các mặt như hoằng pháp, nghi lễ, hướng dẫn Phật tử, từ thiện xã hội. Trong đó công tác từ thiện nổi bật với tổng số tiền hơn 60 tỷ đồng. Phương hướng cho nhiệm kỳ mới trọng tâm vẫn là giải quyết các Phật sự còn tồn động ở nhiệm kỳ 6. Sau khi Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 6 tuyên bố mãn nhiệm, Đại đức Thích Nguyên Tấn đã trình đại hội về nhân sự nhiệm kỳ mới. Đại đức Thích Thiện Thức, thay mặt thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tây Ninh, lấy ý kiến của đại biểu về thành phần nhân sự nhiệm kỳ 7, toàn thể đại biểu đã biểu quyết thông qua danh sách tân Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Gò Dầu nhiệm kỳ 2021-2026 với 11 thành viên. Suy cử Đại đức Thích Nguyên Tấn tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban trị sự Phật giáo huyện, Đại đức Thích Huệ Đạt, Đại đức Thích Huệ Trí, Đồng phó ban trị sự, Ni sư Thích Nữ Hạnh Liên làm Chánh thư ký và các ủy viên phụ trách các ban của Giáo hội Phật giáo huyện. Hòa thượng Thích Huệ Tâm, Ủy viên Hội đồng trị sự, Phó ban thường trực Ban trị sự tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo, ghi nhận kết quả của đại hội, nhất trí với bản báo cáo tổng kết Phật sự nhiệm kỳ 6 cũng như phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 7. Đồng thời Hòa thượng ban lời huấn thị và mong rằng với sức trẻ của thành phần nhân sự Ban trị sự Phật giáo huyện Gò Dầu nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục kế thừa và phát triển đưa Phật giáo huyện nhà lên tầm cao mới.